Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của mình nhé. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một con web đầu tư mới nhé. Con này thì cũng là một cái dạng khai thác dầu mỏ anh em nhé, dầu mỏ và kiếm tiền. Thì ở đây mình sẽ cho anh em xem này, cái phần hoạt động của nó này. Các bạn có thể điểm danh hàng ngày thì các bạn sẽ nhận được là 0,03 đô miễn phí nhé. Đấy, và nó đang có một cái gói dự án thử nghiệm này dành cho người mới bắt đầu trong vòng 3 ngày thì các bạn sẽ kiếm được là 10% nhé. Nhưng mà nếu như mà các bạn chơi cái dự án thử nghiệm này thì các bạn chỉ có thể là đầu tư vào là 10 đô, và 10% thì 3 ngày các bạn sẽ kiếm được lãi là 3 đô nhé. Còn từ những cái dự án VIP 1 đây thì nó sẽ là thu nhập là 60 đô, nhưng mà cái vốn của nó khá là cao anh em nhé, từ 100 đến 500 đô. Đấy, thì là thu nhập sẽ được là 12%, và 500 đô đến 3.000 đô thì các bạn sẽ được là 13% nhé. Và cái thời gian của nó là 50 ngày. Đấy thì các bạn có thể là cân nhắc. Ngoài ra thì ở đây các bạn có thể là đăng nhập hàng ngày để các bạn nhận quà trên đây nhé. Đấy, thì mỗi một ngày các bạn sẽ kiếm được là 0,03 đô nhé. Ok, thì bây giờ mình vẫn hướng dẫn anh em đăng ký một cái tài khoản nhé. Đăng ký tài khoản thì các bạn click vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Nó chuyển đến đây thì nhập cho mình cái email này, mật khẩu này và mật khẩu thanh toán này. Sau đó chọn nhập cho mình cái số Telegram nhé. Rồi chọn cho mình đăng ký, như vậy là anh em sẽ đăng ký được một cái tài khoản nhé. Và sau khi mà đã đăng ký thành công rồi thì các bạn đi vào bên trong ứng dụng. Đây các bạn có thể thấy đây là cái trang chủ của nó này. Cái đây là cộng sự đây, các bạn có thể thấy đây. Còn cái đầu tư đây thì anh em với những con này thì anh em cũng không nên đầu tư nhiều vào nhá. Đấy, ở đây thì mình đã có là 500 đô rồi, thì tí mình sẽ đầu tư cái VIP 2 này. Thu nhập hàng ngày của mình sẽ là được 13%, nghĩa là 65 đô một ngày. Nhưng mình chơi theo cái cách của mình, các bạn không nên học theo anh em nhé, không nên làm theo. Đấy, các bạn có thể là tham khảo cho mình ở cái mức VIP 1 này này thì là chắc chắn là các bạn sẽ có lãi nhé. Còn nếu như các bạn đầu tư có thể là 100 đô cũng được, nhưng mà cái đấy thì anh em từ từ nhá, anh em để mình chơi trước. Đấy, con này thì mình sẽ chơi trước một vài ngày, nếu như ok thì mình sẽ làm tiếp một cái video rút ok, mình sẽ làm tiếp một cái video và hướng dẫn anh em chơi, thì lúc đấy anh em sẽ vào tiền cùng với mình. Còn bây giờ thì mình sẽ về trước nhá. Đây thì cái dự án này thì mình cũng được một bạn mình khá tin tưởng, bạn ấy chia sẻ thì mình cũng chơi. Và cái số tiền này mình đầu tư là một số tiền lớn đấy, nên là anh em không nên làm theo mình nhá. Rồi anh em để mình chơi trước một vài hôm, ok thì mình sẽ làm tiếp video và hướng dẫn các bạn chơi, thì lúc ấy các bạn sẽ vào nhiều nhá. Còn bây giờ thì các bạn có thể là chơi ở cái mức demo, mức nó đang khuyến mãi này là 10 đô anh em nhé, thì chắc chắn là đã kiếm được 3 đô rồi. Ok, còn để nạp tiền các bạn chọn cho mình vào cái mục tiền gửi ở đây nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ ra một cái kênh nạp tiền này, con này thì khá chỉn chu rồi. Và các bạn sẽ sao chép cho mình cái địa chỉ phí này nhá, và anh em về ứng dụng chuyển tiền thôi. Và sau khi chuyển tiền xong, anh em có cái số tiền ở đây đấy, thì anh em sẽ vào cái mục đầu tư này cho mình. Ở đây thì mình sẽ đầu tư luôn là 500 đô anh em nhé. Thì mỗi một ngày mình sẽ, đây các bạn có thể thấy này, thời gian đầu tư là 50 ngày, và loại hình đầu tư này hoàn trả gốc khi đáo hạn này, lợi nhuận sẽ là 13%, số lượng mua này không giới hạn này, lợi nhuận đầu tư này, số tiền đầu tư thì bạn có thể xem ở đây. Ví dụ như bạn đầu tư là 500 đô, thời gian sẽ là 50 ngày và nó sẽ tính lên đấy là được 3.250 đô. Thì mình sẽ chọn đầu tư ngay bây giờ nhé. Và bây giờ thì mình sẽ nhập cái số tiền là 500 đô mình đang có trong tài khoản nhé. Ok, sau đó chọn đầu tư ngay bây giờ. Rồi, thì bây giờ sẽ đợi tiền nó về tài khoản anh em nhé. Thì cái tiền này sau 24 giờ, thì nếu như mà các bạn tinh ý thì các bạn có thể thấy nó giống như cái con TRX hôm trước mình chia sẻ cho các bạn này, con TRX1 này. Thì con đấy các bạn chơi theo mình là có lãi hết nhá, có lãi hết rồi. Nhưng
TRX thì cái giá trị của nó thấp hơn đấy, nên là cái rủi ro của nó cũng thấp hơn. Còn cái USDT này nếu như mà như mình đấy đầu tư vào là hơn 10 triệu anh em nhá, đấy số vốn cực kỳ lớn, nên là các bạn hiện tại bây giờ thì các bạn chưa nên làm theo mình, hoặc anh em có thể là chơi cho mình ở cái 10 đô này, hoặc là nếu như các bạn có vốn bảo hiểm một chút thì có thể là chơi cái mức FIP 1 này nằm 100 đô thôi anh em nhé. Đấy còn cái FIP 2 như mình đây thì cái số tiền nó khá lớn, nên là các bạn phải từ từ anh em nhé. Rồi và sau khi mà đầu tư rồi thì cứ sau một ngày nó sẽ trả lãi nhá. Còn nếu như các bạn muốn mời bạn bè này thì bạn chọn cho mình vào cái mục đội ở đây. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ sao chép cho mình cái liên kết và chia sẻ lên những hội nhóm thì có người theo cái link của bạn chơi, các bạn sẽ có hoa hồng nhá. Rồi, ok. Và mai ấy, khi mà nó có lãi thì nó sẽ có cái số dư khả dụng ở đây anh em nhá. Thì mình sẽ rút và mình sẽ đăng lên nhóm. Còn nếu như ổn thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video nữa, thì với anh em có vốn thì anh em có thể tham gia đầu tư nhiều hơn nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây nhá. Và quay sang tặng quà cho anh em. Ok, thì xem đây cái video mới nhất của mình nhá. Có 13 lượt bình luận hợp lệ thì sẽ chọn ra một bạn để tặng quà nhá. Rồi, bạn này liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nhá. Anh em muốn nhận quà từ mình, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.